nhớ là cái thật tánh của mình nó quyền diệu, không có cái gì bằng, cái gì nó trị được chứ. Mình phải nhận cái chỗ này, chú là cái biết, đau chú biết, khổ chú biết, chết chú biết, sống chú biết, lành chú biết, dữ chú biết, tội chú biết, phước chú biết, ma cũng biết, Phật cũng biết luôn. Cái biết đó nó trị lành hàng vạn thứ bệnh, không có bệnh gì nó không trị được. Bây giờ đau hay đâu lấy cái biết díu soi đó, nằm là trên nhắm hay đó, đừng khởi niệm gì hết. Đoạn ca nhìn cái chỗ đó luôn, ai đau nói ra đâu, chỉ là tôi thấy coi mất luôn. Cái đó vọng tưởng thôi. Bởi vì có ông này á, ông chích thuốc của thầy đó, bài ông Thiệu ông cho chích cái bài mà thuốc nam của thầy rồi nấu á, nấu chích á. Cái tôi nói bây giờ á, bây giờ ta sợ ông quá trời cái chích. Thôi bây giờ tôi hiến cái thân tôi cho làm ông thí nghiệm, chích kết quả là chích cho ta. Có chết tôi chết trước, bị gì ông chích không phải chết, mà tôi không chết là kết quả thì ông chích cho ta. Đó, rồi tôi khai cho mình, tôi nữ thiếu bệnh đó, tôi nói bệnh tôi vậy đó, ông chích thuốc gì, chích ngay đâu. Cái ông làm đi vậy, cái kết quả. Cho tới cái đầu tôi hồi đó đấy, mỗi tháng phải vô tôi viện hai lần, đi trị thuốc đó, để từ mấy triệu đó. Mà từ hồi tôi biểu ông chích gì thôi, ông chích cái đầu của tôi trước đi. Nếu kết quả ông chích cho người ta, còn có chết tôi chết. Cái ông nghe là tôi ông chích cái đầu, và thuốc lần vào, sao hết không? Từ đó tới giờ hết luôn á. Cái trong mình đau chỗ nào tôi cũng kêu ông chích chỗ đó. Thì vậy đó mà kết quả. Bây giờ ông đi chích là ta hay đó. Là trước ông đi tối ngày không rảnh đâu. Mà hồi đó không ai đi chích bệnh sợ không à. Tôi nói bây giờ đừng sợ nữa, ông này ông chích cho tôi hết bệnh nè. Bà con cứ việc rước ông chích đi. Bây giờ ông rắc khách đó, tối ngày người ta cũng rước ông bị người nữa. Cái ông nói có cái dấu trên đót này là tôi chích hay thiệt ông chú. Mà đau quá ta sợ, chích đau quá ta sợ không ai chắc được. Mà sao tôi chích ông vậy không thấy ông than đau, than gì thế. Tôi nói cái thân không phải tôi, ai đau chứ tôi đau nè. Còn chú chích đau cách nào cũng sao tôi chết. Mình cho mình là đau cái nó đau à. Rồi mình nói cái đau không phải tôi thì thôi là cái dòng mắt. Hồi xưa có người hỏi Đức Thầy, tôi giờ nghiệp nặng quá à, khổ sở những thứ hết, tu làm sao mà cho mau thành Phật. Đức Thầy nói, hồi cha mẹ sinh ra đó, đem theo cho mình cái gì thì để vậy, cái gì mình tạo thêm thì bỏ hết. Tu là vậy đó, hồi cha mẹ sinh ra mình đâu có nghiện gì đâu ạ. Từ giờ lớn lên mình đủ thứ hết trơn, thì bây giờ nghiện gì bỏ nấy, nghiện hết nghiện là Phật chứ cái gì. Mình là cái biết nó là Phật, cái biết đó nó không có nhiễm trần, nó không có dính cái gì hết, nó không có lợi dụng ai hết, mà cũng không ai lợi dụng nó chứ. Ông mở miệng ra là ta biết ông người sao ông gạt ta được. Cái chỗ này hay lắm đó, mà thầy rồi nó nói mà ta không hiểu, thầy cũng không có giải nghĩa luôn, đâu có ai biết gì đâu. Tôi như ông tề với ma quỷ sao gạt được, hiện ra đã biết rồi, mày là ma, mày là yêu giả tình. Còn tôi như Nam Tạng người ta gạt thì chết rồi. Ma đợi năn nỉ khóc đó, ừ. Cổng nó đi tề thiên cổng đó, tề thiên đó nó là yêu thầy ơi, đó là yêu thầy ơi, ông cổng tao niệm chú. Có ông tề quảng hồn cổng nó quá rồi, nó đè ông tề bắt kẹt luôn. Tôi mà không có nhận cái biết của mình là còn bị yêu nó gạt, còn bị tà đạo đó kéo mình theo. Còn nhận ra cái biết mình, tôi là cái biết này là Phật. Cái gì thấy tôi không làm hết trơn, thì như vậy xong rồi. Ai hại mình biết. Cái biết không lầm, cái biết không nhiễm, cái biết không tạo nghiệp, cái biết không nhiễm mắt, thì đó là Phật. Mình quên nó không nhận, nhận cái thân này, rồi theo vọng tưởng, tạo nghiệp, nhiễm mắt đủ thứ, thì là chính thân. Lật qua là thật, lật lại là chúng ta không cách nhau một gan tấc gì hết. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại đó. Ngay đây nè,
Phật cũng đây, ma quỷ cũng đây, chứ không có đâu. Hiểu được chỗ này, tôi dễ học. Khỏi chạy kiếm đông kiếm tây, tìm nam kiếm bắc gì hết. Lên trời kiếm Phật, tìm Phật xuống đất. Xuống đất kiếm Phật, tìm Phật lên trời. Qua đông kiếm Phật, không Phật đi bên tây. Qua tây kiếm Phật, không Phật đi bên đông. Giờ Phật có đâu kiếm. Đừng kiếm ở đâu hết, thì nhận ngay. Mình là Phật. Vậy đó. Kiếm mà không trốn hoài à. Mà không kiếm đâu hiện ra. Dễ ợt.